Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần này bằng một phiên tăng mạnh, tăng 38,95 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 1,70%, giao dịch ở mức 2.330 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 104,29 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 67.900 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại tuần này cũng bằng một phiên tăng nhẹ, đứng ở mức 4,406% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 86,7 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC tại chỉ bán ra ở vào khoảng 11,5 đến 11,7 triệu đồng trên một lượng. Còn với giá vàng nhẫn hiện tại đang cao hơn vàng thế giới ở khoảng 3 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường vàng thế giới hiện tại, nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữ vai trò là động lực tăng giá chính của giá vàng trong tuần này. Ngoài ra thì xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương từ đầu năm 2022 đến nay cũng góp phần đưa giá vàng lên những đỉnh cao mới. Tính cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng hơn 4%. Tình hình ở Trung Đông đang nóng khi mà Israel chưa đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria vào hôm thứ Hai tuần này, nhưng Iran đã thề sẽ trả đũa. Theo truyền thông Israel, nước này đã đóng cửa 28 sứ quán trên thế giới vì lo ngại Iran không kích. Vàng là vịnh tránh bão truyền thống nên trong bối cảnh này là một môi trường thuận lợi cho vàng tăng giá. Chiến lược gia trưởng Philip Chable của công ty Blue Life Future cho biết dòng vốn đang chảy mạnh vào thị trường vàng và nhiều nhà đầu tư đang cố gắng đuổi theo các mức đỉnh của giá vàng. Trong khi các ngân hàng trung ương tiếp tục mua và nhu cầu mua đầu cơ vàng cũng lớn, những yếu tố này giúp giá vàng chống lại áp lực giảm giá đến từ khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 3 tốt hơn nhiều so với dự báo. Theo báo cáo này, khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ đã tạo ra được 303.000 công việc mới trong tháng 3, vượt xa con số 200.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tiền lương tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, đều phù hợp với con số dự báo. Với sự vững vàng của thị trường việc làm là một chỉ báo rằng nền kinh tế vẫn đang giữ nhịp tăng trưởng tốt, đồng nghĩa lạm phát khó giảm nhanh về mục tiêu 2% của Fed. Điều này có thể khiến Fed trì hoãn việc hạ lãi suất và giảm bớt số lần hạ lãi suất trong năm nay. Triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn là điều không có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất. Sau khi báo cáo việc làm được công bố, các nhà giao dịch đặt cược khả năng còn 59% Fed giảm lãi suất trong tháng 6, từ mức 63% vào phiên trước và hơn 70% vào tuần trước. Phát biểu trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell và một số quan chức khác của Fed đều bày tỏ quan điểm thận trọng với giảm lãi suất. Dù để ngỏ khả năng bắt đầu giảm lãi suất tại một thời điểm nào đó trong năm nay, một số nhà phân tích cho rằng môi trường lạm phát dai dẳng khiến Fed khó hạ lãi suất sớm và nhanh, nhưng mặt khác cũng sẽ khuyến khích nhu cầu mua vàng để bảo toàn giá trị đến một thời điểm nào đó trong năm nay. Mối lo lạm phát dai dẳng sẽ trở thành một yếu tố thuận lợi cho vàng, theo giám đốc David Berger của công ty Harris Future nhận định với hãng tin CNBC. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm chiều nay, mặt hàng vàng miếng SJC quay đầu hạ nhiệt so với thời điểm phiên trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên thì vẫn trong xu hướng tăng so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua. Còn về mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn trong xu hướng tăng rất mạnh và tiếp tục lập mức cao mới. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 79,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,90 triệu đồng trên một lượng, tăng 400.000 đồng trên một lượng tại chỉ bán ra, còn chiều mua vào không có thay đổi. Niêm yết trên thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 79,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 81,92 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có thay đổi. Còn đối với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 71,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 73,10 triệu đồng trên một lượng, tăng 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, tăng 1.100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Mức giá này được áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ.
Còn với giá nhận bộ số 9 loại nở chỉ của công ty này, mua vào mức 71,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 73,20 triệu đồng trên một lượng, cũng tăng 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 1.100.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Còn với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, mua vào ở mức 72,33 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 73,73 triệu đồng trên lượng, tăng 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 1.200.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại mua vào mức 24.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.120 đồng trên một đô la Mỹ. Thời điểm này thì tạm thời cũng không có điều chỉnh. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.405 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.485 đồng trên một đô la Mỹ, giảm 30 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.950.000, bán ra 8.190.000, tăng 400.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động ở mức 2.400.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.950.000, bán ra 8.192.000, tăng 40.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. PNC Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.950.000, bán ra 8.190.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.900.000, bán ra 8.200.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 70.000 ở chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 7.920.000, bán ra 8.200.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 70.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.950.000, bán ra 8.190.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 60.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.950.000, bán ra 8.180.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 55.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 8.020.000, bán ra 8.130.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.920.000, bán ra 8.200.000, tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 70.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.950.000, bán ra 8.152.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng chỉ tăng 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, còn với chiều mua vào không có sự thay đổi nào, hay là tăng 40.000 đồng trên một chỉ ở chiều bán, chiều mua vào không có sự thay đổi. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động ở mức cao, dao động trong khoảng từ 2.400.000 đến 2.460.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.950.000, bán ra 8.192.000. STC Huế mua vào 7.940.000, bán ra 8.192.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.950.000, bán ra 8.190.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.950.000, bán ra 8.192.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.948.000, bán ra 8.192.000. Cuối cùng là giá nhân bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác, thời điểm này tăng rất mạnh trong khoảng từ 459 đến 1.100.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 45.900 cho đến 110.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhân bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.180.000, bán ra 7.310.000. Nhân bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 7.180.000, bán ra 7.320.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.170.000, bán ra 7.260.000. Vàng 24K mua vào 7.038,1 nghìn, bán ra 7.188,1 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.260,5 nghìn, bán ra 5.460,5 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.048 nghìn, bán ra 4.248 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.842,7 nghìn, bán ra 3.042,7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.